Kính thưa quý vị, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường luật bảo hiểm xã hội sửa đổi về điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần. Dự thảo luật đưa ra hai phương án. Tuy nhiên, đa số các đại biểu đều cho rằng đây chưa phải là phương án vì chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tạo được sự đồng thuận cao. Nhiều đại biểu kiến nghị thêm chính sách hỗ trợ với người lao động để họ có thể giải quyết được những khó khăn trước mắt do mất việc. Về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đối với trường hợp người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần, quy định tại Điều 74 và 107 của dự thảo luật. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình Quốc hội hai phương án. Phương án 1 được rút một lần với người tham gia trước khi luật bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau ngày này không được rút, trừ trường hợp theo quy định. Phương án 2 được rút nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Nhiều đại biểu cho rằng hai phương án này đều chưa phải là những phương án tối ưu vì chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tạo được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu lại nghiêng về phương án 1. Tôi đề xuất lựa chọn cái phương án 1 để nhằm đảm bảo hướng đến cái thực hiện đúng cái nguyên lý của bảo hiểm xã hội và đảm bảo cái an sinh tuổi già cho người lao động, hạn chế cái phát sinh phức tạp trong cái tổ chức thực hiện. Tôi đề xuất lựa chọn phương án 1 vì phương án này cơ bản bảo đảm kế thừa quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành và không tạo ra sự xáo trộn trong xã hội, đồng thời hạn chế được tình trạng một người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thời gian qua. Đồng thời sẽ góp phần giúp tăng số người được thụ hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội từ chính quá trình tích lũy thông qua tham gia bảo hiểm xã hội của mình và giảm gánh nặng cho xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề nghị có các nhóm giải pháp đồng bộ hơn để hỗ trợ người lao động để họ vượt qua khó khăn trong giai đoạn mất việc làm, để giảm thiểu tình trạng người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí về sau. Lâu dài thì cũng cần có định hướng truyền thông tham gia bảo hiểm xã hội để hướng đến có chế độ an sinh bền vững cho người lao động khi ốm đau, tai nạn lao động, nghề bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế và lương hưu khi về già. Và việc khuyến khích tham gia và không hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn phụ thuộc vào tình trạng phát triển kinh tế xã hội cũng như lao động việc làm. Và tôi đề xuất cũng cần nên tham khảo thêm các nước đã áp dụng các cơ chế này cho phù hợp với hiện tại và lâu dài. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tháng 4 năm 2024 đã có 121.873 người nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cao nhất từ trước đến nay. Dự báo nếu đà tăng này tiếp tục thì năm 2024 sẽ có khoảng 1,4 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ở giai đoạn 2016-2021, trung bình mỗi năm có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Riêng năm 2022 có gần 900.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Thưa quý vị, hưởng bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề gây nhiều tranh luận và phức tạp. Do vậy, dù đã được góp ý tiếp thu và chỉnh lý, song hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được thảo luận tại kỳ họp Quốc hội lần này vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ phía người lao động, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 năm làm trong công ty có đông công nhân nhất thành phố Hồ Chí Minh, chị Hồng chứng kiến nhiều đồng nghiệp quyết tâm rút bảo hiểm xã hội một lần. Có người tự ý nghỉ việc sớm nên tranh thủ rút, có người thì rơi vào cảnh mất việc do công ty giảm đơn hàng cũng không bảo lưu bảo hiểm xã hội. Ngay trong gia đình, vợ chồng chị cũng đưa ra quan điểm khác nhau về hai phương án nếu phải lựa chọn. Em mong muốn lựa chọn phương án là 50-50, là nó hợp lý nhất với cái cuộc sống của người dân mình hiện nay. Tại vì người dân mình hiện nay thì cái mức sống nó không được cao, thì nhiều khi là công nhân, ta biết cái tầng lớp công nhân họ cũng khó khăn, đôi khi là nhiều khi cái 50-50 thì cũng giải quyết cho họ được một phần nào trong cuộc sống. Cũng như nhiều người lao động khác, chị Tuyền, công nhân may gia công lâu năm trên địa bàn quận Tân Phú, cũng tính toán thiệt hơn khi nghe tin hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Và cả hai phương án chị đều có băn khoăn. Cả họ có dự định dự thảo á, thì họ đã rút năm ngoái một lần rồi, giờ chứ họ đóng tiếp, bắt đầu họ mới đóng lại tháng 10 năm ngoái là họ làm lại. Thì họ cần vốn thì họ phải rút rồi, đi vay lại ngoài rất là cao. Thì không thể mà họ để tiền để trong đó mà ngoài trong kia người ta đi rủ vốn. Giống như có một bà nói là cần tiền cho con đi xuất khẩu lao động,
Như vậy đi ra vay ngoài 100 triệu, tiền lãi một tháng đóng bao nhiêu, người đó tiền mình thì để trong đó. Tại doanh nghiệp có khoảng 16.000 lao động này, đồng nhất khu chế xuất Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Qua khảo sát, đa số ý kiến của người lao động là giữ phương án rút hết số tiền bảo hiểm một lần vì nhu cầu cá nhân và vì quỹ an sinh xã hội chi trả còn quá thấp, chưa hấp dẫn. Đa số người lao động của mình bây giờ đi làm thì người ta cũng chưa nghĩ được những cái lợi ích lâu dài. Cho nên là cứ cái tư tưởng là làm được ngày nào hay ngày đấy, thì bất cứ một cái chính sách của luật mà đưa ra mà gây ảnh hưởng tới cái quyền lợi người lao động, quyền lợi thì cái ảnh hưởng là theo cái ý nghĩa chủ quan người ta thôi, thì cái những cái làn sóng, cái tâm lý đó thì nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tâm lý bất ổn rồi sẽ dẫn đến cái chuyện là tranh chấp quan hệ lao động, và cái đặc biệt là hiện nay cái bên lề của mình hiện nay là cái vấn đề là cái thế lực xấu nó đang lợi dụng những cái chuyện này để kích động công nhân. Một vấn đề khác người lao động lo lắng đó là với mức lương bình quân hiện nay khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, mọi sinh hoạt đều ở mức bình dân, điều kiện ăn ở chưa ổn định. Vì vậy, việc rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn là lựa chọn đầu tiên được người lao động lựa chọn khi nghỉ việc. Mời đại biểu Vương Thị Hương phát biểu, đại biểu Trần Thị Thu Phước, đoàn Kon Tum chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, kính thưa chủ tọa kỳ họp, tôi nhất trí cao với báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như dự thảo luật sửa đổi trình tại kỳ họp lần này. Và để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, tôi có ý kiến tham gia vào một số điều khoản cụ thể của dự án luật như sau. Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện quy định tại điều 3 của dự thảo luật. Về khoản Y và khoản N điều 3, quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm người quản lý doanh nghiệp. Theo khoản 24 điều 4 luật doanh nghiệp sửa đổi, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại điều lệ công ty. Còn theo khoản 7 điều 3 luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp có quy định, người quản lý doanh nghiệp bao gồm chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng. Như vậy, cùng một thuật ngữ người quản lý doanh nghiệp nhưng tại hai luật trên đã có cách giải thích khác nhau. Và để thống nhất cách hiểu và tránh việc áp dụng tùy tiện trong thực tế, tôi đề nghị bổ sung giải thích từ ngữ đối với thuật ngữ người quản lý doanh nghiệp để áp dụng trong phạm vi của luật này. Thứ hai, về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người tham gia được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm quy định tại điều 68 của dự thảo luật. Chính sách này nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là phù hợp với thực tế khi thị trường lao động của nước ta còn ở giai đoạn đầu phát triển, tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, tuy nhiên, do cách tính mức lương hưu hàng tháng dựa trên thời gian đóng góp và mức tiền lương thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nên cái việc giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ làm xuất hiện thêm nhiều trường hợp người lao động nghỉ hưu với mức lương hưu rất thấp. Lao động nam chỉ hưởng mức 33,75%. Bên cạnh đó, dự thảo luật đã không còn quy định về mức lương hưu hàng tháng thấp nhất như quy định tại khoản 5 điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Đây là điều mà nhiều người lao động đang rất băn khoăn và lo ngại có thể dẫn đến xu hướng nghèo hóa của một bộ phận người dân trong tương lai. Do vậy, đề nghị ban soạn thảo cần xem xét thiết kế cách tính lương hưu có tính chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp để các đối tượng này có thể đảm bảo cuộc sống. Thứ ba, về mức trợ cấp một lần quy định tại điểm A khoản 2 điều 72 của dự thảo đang quy định, bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Do đó, để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, 35 năm đối với lao động nam và 30 năm đối với lao động nữ. Thứ tư,
về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần quy định tại Điều 74 và Điều 107 của dự thảo luật, tôi đề xuất lựa chọn phương án 1. Vì phương án này cơ bản bảo đảm kế thừa quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành và không tạo ra sự xáo trộn trong xã hội, đồng thời hạn chế được tình trạng một người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thời gian qua. Đồng thời sẽ góp phần giúp tăng số người được thụ hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội từ chính quá trình tích lũy thông qua tham gia bảo hiểm xã hội của mình và giảm gánh nặng cho xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách chế độ mang tính chất bảo trợ xã hội. Ngoài ra, đề nghị có các nhóm giải pháp đồng bộ hơn để hỗ trợ người lao động để họ vượt qua khó khăn trong giai đoạn mất việc làm như tín dụng ưu đãi, dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển thị trường lao động để giảm thiểu tình trạng người lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần mà bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí về sau. Ngoài những nội dung liên quan đến các điều khoản cụ thể nêu trên, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm một số nội dung. Bên cạnh việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội, dự thảo luật cũng cần có quy định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội nếu để tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội gia tăng. Và liên quan đến việc các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, đề nghị cũng cần có quy định chế độ công khai rộng rãi về thông tin, tình hình nợ, số nợ, thời gian nợ, chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của các tổ chức, công ty, doanh nghiệp này để người lao động có thể theo dõi cũng như có thêm thông tin trong việc lựa chọn tham gia thị trường lao động. Và đề xuất thông tin về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, ngoài việc công khai thì cũng phải có cách để cho người lao động có thể tiếp cận, tra cứu nhanh chóng để từ đó người lao động có thể nhận biết được cũng như là tạo ra được cái sự cạnh tranh trong thị trường lao động giữa các doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho người lao động một cách tốt nhất. Người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần có nhiều lý do như mức lương thấp, không đảm bảo được cuộc sống tối thiểu, hoàn cảnh khó khăn, chưa tin tưởng vào quyền lợi mà bảo hiểm xã hội mang lại, hay do áp lực về việc làm, lo lắng bị doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng sớm, không thể đợi đến ngày về hưu. Do vậy, cần nghiên cứu có các quy định và giải pháp tổng thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động để phù hợp với thực tiễn và nguyên lý của bảo hiểm xã hội. Tôi xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.